Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Con bắt đầu ngày mới với cơ hội để làm chứng cho tình yêu thương của Chúa Kitô. Chúa Cha đã phán trong Tin Mừng rằng: cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Con làm chứng không chỉ bởi lời nói, nhưng trên hết là với những hành động và cử chỉ cụ thể. Thực tế thì hành động gây tiếng vang lớn hơn so với lời nói. Con suy ngẫm về những ngày đã qua và làm sao con có thể dâng những cử chỉ và hành động lên Chúa Cha hết lòng phục vụ người. Trong tâm tình này, con xin dâng ngày sống hiệp cùng Đức Mẹ Maria để cầu nguyện cho sự chuẩn bị ngày Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023 tại Lisbon. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Phúc cho ai than khóc, vì họ sẽ được ủi an. Ước gì luôn có một cộng đoàn Kitô hữu ở bên một bạn trẻ đang đau khổ. Cộng đoàn biết làm cho lời hứa ấy thành hiện thực bằng những cử chỉ, bằng sự bảo bọc và những trợ giúp cụ thể. Chiều hôm nay, con suy ngẫm về một người đang cần đến cử chỉ tốt lành, một cái ôm hoặc một sự giúp đỡ thực tế. Người này là ai? Là chính con hay là một người con quen biết? Con có thể làm gì để biểu lộ trong cuộc sống của mình sự tốt lành như Đức Thánh Cha bày tỏ? Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Lạy Cha, con cảm tạ Ngài vì một ngày sống đang dần kết thúc. Con cảm nhận cách mình bắt đầu và kết thúc một ngày. Con đã sống với thái độ dâng hiến và sẵn sàng với Chúa Cha hay chưa? Con có biểu lộ ý chỉ mà Đức Thánh Cha Francisco đã trao phó cho mạng lưới cầu nguyện được chăng? Liệu rằng con đã hiến dâng cuộc sống và các hoạt động của mình cho Chúa hay chưa? Con nhìn lại cách mình phục vụ và quyết tâm trưởng thành trong sự sẵn sàng cho sứ mạng của Chúa Giêsu. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử.